Là Bích Ngọc, mình vừa tốt nghiệp cấp 2 trường trung học cơ sở Đồng Khởi. Và hôm nay mình rất là vui vì mình vừa mới nhận được visa. Cảm giác bây giờ mình rất là vui sướng luôn. Lý do mình chọn Mỹ du học thì đây là ở đây có môi trường học rất là tốt, có thể giao lưu được nhiều bạn bè quốc tế khác. Cơ sở vật chất ở đây có thể giúp các bạn hoàn thiện bài học và dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Qua đó mình học trường Westlake Preparatory. Trường mình thì đây là một trong những trường tư tốt nhất ở bang Florida. Thì nó đào tạo từ mẫu giáo đến lớp 12. Trong mỗi lớp thì chỉ có khoảng 14 học sinh và có thể làm quen được nhiều bạn mới ở trong đó. Và sau khi các bạn học xong thì các bạn cũng có thể chuyển tiếp vào một số trường đại học lớn như là UCF, FIU. Thì qua Mỹ mình sẽ học đầu tiên mình sẽ học 3 năm trung học và sau đó mình sẽ chuyển tiếp vào trường UCF để học ngành quản trị kinh doanh. Và mai sau mình về Việt Nam mình phát triển công việc kinh doanh của ba mẹ. Mình làm với chị Kim, thì bắt đầu với làm hồ sơ thì chị hướng dẫn mình xuống học phỏng vấn. Sau đó thì sau khi học phỏng vấn ở dưới xong, chị lên chị phỏng vấn test lại cho mình và chị làm rất nhiệt tình. Phỏng vấn thì cũng vui, có nhiều lúc thì được coi mấy anh chị trước phỏng vấn. Còn có một buổi học độc quyền ở đây, em học buổi học đó anh là em ngồi đó. Cái anh khá vui tính và em càng nhìn kỹ thì lại giống chị quen. Sau khi học xong với anh Bảo Anh thì cảm giác là em giống như là em biết trước hết. Em lúc học xong thì em không có sợ gì hết. Lúc đầu em có hai người em họ làm ở đây. Và sau đó thì mẹ em đã liên lạc và cho em làm ở đây. Và em cũng thấy được nhiều bạn khác mà bạn khác làm ở đây cũng có khả năng đậu rất cao. Tân Đại Dương thì giúp em biết cách sắp xếp hồ sơ hợp lý, làm cho hồ sơ của em tốt hơn. Dịch vụ tốt, mấy anh chị vẫn nhiệt tình. Khi vô phỏng vấn thì các câu hỏi ở Tân Đại Dương và câu hỏi ở trong lãnh sự quán thì hai cái đều giống nhau, giống như là một. Kết quả là em nhận được visa trong sáng nay luôn. Với mấy bạn tiếp theo thì đang dự định tìm công ty để làm hồ sơ thì nên đến Tân Đại Dương. Mình đã thử và thành công. Chúc các bạn cũng thành công như mình, nhận được visa như mình luôn.